What's up anh em? Ok, what's up trở lại nha anh em. Quái hôm qua là một ngày siêu phẩm nha anh em, đập kẻ tôi lên. Quang qua là chinh phục được CR7.8 luôn nha anh em, quá đạo. Hy vọng hôm nay chúng ta lại chinh phục được CR7.8 nha anh em và bên sân khách nha. Vâng, vâng, và hôm nay tiếp tục thằng nhân báo chinh chiến tiếp nha anh em. Hôm qua nó quá ha. Siêu ạ. Ok, và trước khi qua đây anh em nào có muốn nhu cầu gì, muốn đập gối hoặc là muốn làm clip kỷ niệm được các thứ thì thông liên hệ với cái như thế nha anh em, ghi cho mình những cái comment trong mô tả nha. Vâng. Và vẫn cứ như thế, trước khi vào kẹt thẻ anh em qua thì mình đi dạo chơi qua con hẹt rồi là ra mới đích mình cái nha anh em, đập Benzema cộng 3 nha. Ok, đợi trước khi đầu vào đập mình sẽ chơi cái gối này, cái mở cái gối này mới cài anh em ơi. Ok, xong mở gối kia hy vọng nó sẽ có lửa nha, mình sẽ demo mấy pha này cho em báo nó đập thẻ nít mình anh em. Thường thường là cho người khác đập thẻ nít mình mới rất là hay anh em, còn mình tự đập nít mình luôn cái gì đó khá ba đú. Ok, và hy vọng mình tin tưởng em báo là đúng, bằng đập con Ben nó mà nhảy năm quải rồi không có gì gấu lên nha anh em. Ok, cái này mở vui thôi. Quái, ồ vậy cho anh luôn bả. Ôi quái vô gối hết trời cho ngố luôn, quái ồ luôn quá ngon anh em ơi. Và rồi hy vọng nè, bây giờ hy vọng quái này chỉ có lửa là ngon thôi. Ôi có gió đi gô luôn này, quái rồi gió đi gô này 13.8 luôn này, quái cò luôn. Gió đi gô đây là con hàng mắc nhất đây rồi. Ok, và điện nguyên báo có thể chụp hồ được cái một cái đường hầm không? Mình mở cái này chụp hầm một lần rồi nha anh em. Và mình tin tưởng mang lắm đó. Nếu ra cầu thủ thì chúng ta chơi chơi đối đen rồi. Có nhịp hay không? Thằng em quyết định là nhịp nha anh em, và hãy ra sáng đi. Nói chung là sao ba đủ nha anh em. Quải lại có ba đủ này. Ui lỏ, đại ban xu. Ok, và hy vọng người anh em Benzema này sẽ lên ba chúng ta một cách thật là dễ dàng nha. Ok, phôi mình cũng đã chuẩn bị kỹ càng nè. Phôi cộng anh em ơi. Và hy vọng thằng em báo nó sẽ gọi là có duyên với mình. Bạn ơi, mình tin bạn lắm mới giao kèo này đó bạn, Benzema đó bạn. Hành trình chinh phục Benzema lên 5 đó. Ok. Cái này mà nhảy sao nhờ? Khó không biết có lên hay không. Đếp bay. Dạ. Còn bấm này sẽ thấy bao gì? Phá nữa, thằng em ba chặt nhịp rồi. Dạ, hay thằng em báo mà không kề nó vậy. Ôi đi chứ quèm cài giấy đó mà. Quá cộng kề luôn đi. Ôi. Giờ nó là màu vàng cái quái ò luôn. Không nhảy anh em ơi, nhảy bốn đỡ ha. Không sao anh em ơi, 20 cụ thể bảo vệ này chúng ta hy vọng người anh em sẽ là muốn dễ dàng chúng ta anh em ơi. Ok, Benzema cộng 3, UR cho 16 anh em, UR khá là thốn đúng mình luôn. Ok, cộng 3 là khá là ổn áp rồi, chỉ số giờ cũng khá căng anh em ơi, quá ngon rồi. Ok, đậm đi đỡ đen nha anh em, xong rồi kèo. Hay trở lại anh em ơi, kênh kèo anh em quên anh em, vâng đây là kèo của người anh em là Bảo Tân, đi đỡ đen đi mô luôn anh em. Ok, sao đang người anh em đẹp anh. Ok, chiến nha anh em, thật sự mấy bữa nay đỏ đen không chưa được cái đường hầm luôn nha anh em, nhưng đập thẻ khá là lộn. Ok, hy vọng hôm nay sẽ có một cái đường hầm cho anh em coi một cái gì nhất thôi cũng được nha anh em, mình sẽ đi mua cái đầu tiên cho anh em báo mở hết. Rồi không ơi, không các bạn ơi. Ok, tiếp tục làm báo, hãy báo một điều gì đó đi. Chiến như nào. Ok, nháy đi. Và đủ tiếp thôi. Ok, chuyển qua trong 23 đúng không ta. Ok, chơi 23 anh em ơi. Chiến như nào. Không biết còn hit nào hay không, không quên luôn rồi. Ok, lửa không đây. Ui, thử luôn. Ok, đợi mình xíu. Ok, còn hit 124 nha anh em. Bây giờ hit này sẽ nổ cho chúng ta coi. Hit 124 thì chưa hầm thì cảm xúc luôn các bạn. Nó làm một điều gì đó kia sẽ xảy ra đi nào. Ok, còn em nó quyết định chơi nhịp. Còn 3 đủ nha. Ok, đợi mình ra còn mới TV mua luôn anh em. Ok, mới ra mua 3 khứa 122 nữa anh em ơi. Ok, chuyển thôi cho nó tròn gói 5 phát luôn em, em có lửa nha. Và đủ tiếp thôi. Ok, nhận báo chiến như là bạn ơi. Tốc độ lên cầu anh em vừa nào. Còn đen tính của mình mà hôm nay có đen đúng đen luôn. Ok, tiếp tục có một lỗi luôn, quá buồn luôn. Ok, chơi đây nào. Hết cuối nha anh em. Hết cuối mình tạo cái điều bất ngờ. Không, để mình quá sức tiếp tục nha anh em. Văn hit này mình chơi anh em ơi, nãy giờ nhận báo khá là đen rồi. Ok, hy vọng mình sẽ hên nha. Lửa luôn đi. Bà đủ nha. Ok, giờ một con cuối. Trở lại anh em, hết đèn chân em báo đi. Chuyển đi nào bạn. Ok, anh em quyết định chơi nhịp pha này anh em ơi. Lửa đi nào, lửa đi. Lửa mà, lửa. Ôi, lửa xe này có hy vọng nha. Pha này chắc cũng là đi xa anh em, sorry người anh em. Ok, lên kè đi bơ tô, lên kè đập thẻ nha, bà đủ luôn. Ok, lên kè đập thẻ nha anh em, phân vẫn là demo còn 5 tiếng thôi. Vâng, và đây là Vinicius Junior 1XC.
của người anh em gọi là Đức Dương. Ok, hôm trước mình đập một lần nhưng mà đi anh em, hy vọng lần này sẽ chinh phục được cho người anh em. Vâng, mình chính là người demo và dấu án đó thôi. Dứt 1 2 3 4. Đi. Vãi, ở đây mua cái này toan anh em ơi. Ok anh em nha. Hay là trở lại anh em tiếp tục thôi anh em. Vâng, lên kèo thôi. Vâng, đây là kèo của người anh em gọi là Tâm nha anh em. Ok, nhận Tâm. Vẫn tiếp tục là người anh em đó. Vâng, hôm nay người anh em đi kèo cộng 5 nha anh em. Vẫn là demo nữa thôi. Demo phá Winnie đầu rồi khá là đi nha anh em. Hy vọng mọi người anh em bảo sẽ lượm được kèo này để chúng ta có gọi là một dấu án gọi là đập thẻ ông nục ra anh em ơi. Ok, bà Phôi chơi ngôi cho mình chính em. Ok, cảm cảm giác xíu đi nào. Hôm qua toàn hên luôn á, toàn lụm luôn á. Đường nó hôm nay toàn đi đâu thì lại quá buồn lắm luôn đó. Ok. Ok, vẫn trời nhiệt sáng tâm tâm lắm thôi. Ây da, hai kèo con năm mày nha anh em. Hôm nay là một điểm báo rồi, mình cảm giác như thế rồi. Ok, để mình tiếp sorry người anh em. Quá sớt tiếp tục nha anh em, vẫn là kèo con năm thôi. Vâng, đây là người anh em Ngọc Minh nha anh em. Vâng, qua đầu anh em có mới ra 378 vội. Vâng, qua người anh em đưa kèo con năm chúng ta đó là khứa Martinet cộng 5 nha anh em, khứa GK. Ok, mình mua con năm kèo nào lên thôi. Trước đây là kèo cuối cùng năm ngày hôm nay anh em ơi. Khi mà kèo nào lên để vô mấy kèo quảng căng thì chúng ta có cảm giác nào. Vâng, một pha này là mình nha. Hai kèo đầu tiên mình nhưng báo bế đi rồi. Hy vọng mình sẽ chuột lại nó lầm đi mà. Chuyển thôi. Phải xét nghiệm đi. 1 2 3 4 5. Cái kết này liệu có tôi. Vãi ồ, ba kèo năm mình biết thì chán đời luôn. Kết quả là lại ba đú nữa rồi anh em ơi. Vãi ồ bạn ơi, cái quái gì đi nhớ da cho bạn. Chán thật sự anh em ơi, vãi, demo cái đồ này toan anh em ơi, đau anh. Chung là demo con 5 ba đủ thì ok, ok, con 7 nha nè. Và đây là chưa giáo mà bạn. Vâng, và đây là Ender Milata con 7, cứ người đang bảo tường tiếp nha anh em. Ok, sao là người đang bằng nữa. Ok, đọc đi, vãi, chưa giáo mà làm liền luôn mà sự kịp nấu với nghe báo nó quậy quá nha anh em. Nhưng hôm nay đi quá, qua tàu lụm mà. Lẽ cái chết hôm nay, nhân phẩm đi hết ra. Ôi, nhân phẩm khá là cao. Bắt cái gì mà bạc quá si anh em ơi, vãi mà có linh cảm xấu về điều này để mình xuống. What's up chào anh em, ok kèo cuối sân nhà chúng ta ngày hôm nay nha anh em, chưa giá sẽ xỉa đó hết luôn anh em ơi, nãy là thẻ toàn xịt vãi hồ luôn. Vâng, đây là kèo của gọi là bạn nữ gọi là tên Lý nha anh em. Ok ok, và rồi này nói chung là nói bạn ấy là nữ nha anh em, theo thì mình cũng đành tin như thế thôi chứ còn anh em tin thì không được tiền anh em. Ok, bạn nữ là tên Lý, nhắc lại bằng nữ Lý nha anh em, Lý gì đó không biết. Vâng, bạn này đưa kèo chúng ta đó là K cộng 8 và nói với mình là cô gái chơi game FIFA là một điều rất hiếm luôn bạn, đúng không? Nếu mà có chúng ta nên trọng bị điều đỡ nha, bóng hồng. Bạn ẩu rồi đó, không hung gì không biết. Ok, và Phôi cho thêm mình đánh đá 112 cho 21 và 112 anh em ơi. Ok, và bạn nữ này là muốn full vạch pha này nha. Ok, pha này là mình người chinh chiến anh em, nãy là thẻ toàn đen, có khi là mấy pha nó đi mồi cho BTChat này không chừng đấy mà. Đóng nghiệt đó. Mà làm gì bớp bớp gì vậy? Bạn hay dậy ghê luôn, em báo mà giờ nó làm gì anh em, làm cái trò gì anh em ơi. Ok, chiến nha nam, tắm nhanh rồi. 1 2 3 4 5 6 7 và đây là BTChat. Đặt BTChat này lần thứ N nha anh em, mà liệu lần này có thể gọi là lên tiếng hay không? Đặt quá nhiều lần BTChat thì chứ ngắn ngẩm. Và nhập thật sự hôm nay sân nhà là một cái gì đó rất là nổi ám ảnh luôn nha anh em. Chui hầm mà nói chung nó đang chui được cái đường hầm xong cái gì rằng mọi thứ nó ba đấu luôn rồi. Sorry anh em, mình sẽ khách ngày hôm nay nha. Quá buồn luôn. Okay. What's up chào lại nha anh em. Ok, what's up khách thôi. Vâng, đây là kèo đầu tiên mình sách. Kèo của người em gọi là Di Khang. Vẫn là kèo cầm năm demo. Ok, sân nhà hôm nay ba đấu quá. Này hôm qua nó chán luôn nha anh em. Vậy hôm qua đập thẻ quá. Hôm nay ba đấu chán thật sự nha. Vâng, đây là kèo David 5 và cụ Gia là 5 nha anh. Chắc cụ này free rồi. Ok, chung là mình sẽ đập cụ này trước đi. Nãy mình đập trước mà. Ok, cho nên bác đập Nevet 5 nha anh em, mình sẽ đập cụ ra sao. Ok, đừng chết phôi. Ok, và kèo Nevet là phôi thế này nha anh em, và có thể bảo vệ luôn nha. Và hy vọng là ngang báo nó sẽ có thể lượm một cách thật là dễ dàng nha. Mình không muốn là xịt tới đâu. Thôi thôi, nãy là phun rạch không luôn đúng không bạn? Ok, lần này cảm năng không phun nha anh em. Hy vọng kết quả nó sẽ đúng như mong muốn của chúng ta nha.
Ok. Nãy dịp sáng cá đầu luôn nhưng mà này dịp sáng sẽ cao. Yeah, siêu đi bạn, lấy hình nào. Siêu. Ok, lấy hình nha anh em. Ok. Chuyển rồi, và tới mình, đi ra anh Nam. Một phát đặt luôn nha, không dòng gơ của chuyện. Ok, đừng chấp lại phôi. Ok, phôi người anh em để thế này, anh em không được bốn quạt nha, mình thấy rén nha. Phong phong này là mình. Chuyển rồi, không nên làm dòng với câu chuyện. Một. Hey. Ba free mà anh em quan trọng gì đúng không? Đập là chủ yếu là đi mồi mà, đi mồi về demo mà. Sao cứ tới mình đi rằng hôm nay mình đen anh em ơi, vãi. Nghe báo là trên lên được một kèo rồi, dòng mình sẽ không đen như thế. Ok đợi mình nha anh em. What's up trở lại anh em. Ok đây là kèo của người anh em Bảo Tường, tiếp tục là người anh em Vân, đây kèo sân cách của người anh em Vân, đó là kèo gì đây Vân, đó là Cristiano Ronaldo mùa bắt đầu mùa World Cup nha anh em, cộng 6 nha anh em, chứ không biết hợp nha. Vâng, chiến thôi, vào fan này nghe báo sẽ chiến tiếp. Ok, giọng cái xe chuột lỗi sẽ cứu vớt mình lại nha anh em, những pha sản phẩm nữa. Ok, chiến thôi, và fan theo mình nghĩ là một khứ bốc 3 con 5 là đủ rồi. Ok, để luôn đi. Theo đánh giá này, ok như thế này, tháo hai này nha. Tự tin cho bạn hả? Tự tin có thể là gọi lụm C7 này không? Hy vọng anh Liêm sẽ lên tiếng tiếp nha anh em, để cứu vớt lại những gì đã mất hồi nãy giờ. Ok, nay lên đúng kẹt con năm thì rất là bãi ồ đó bạn ơi. Mình không muốn điều đó diễn ra đâu đấy. Đi như thế thì khá là chén luôn. Bảy ơi, Liêm ơi. Phải rồi anh em ơi. Thôi rồi, kết cục này nó lại tồi nữa rồi. Ok, đợi mình nha. Tiếp tục thôi nào anh em ơi. Ok, đây là kèo của người anh em Thơm nha. Vâng, nghe tên là thấy Thơm rồi. Vâng, và đội hình em có bớt ra 1.000 tội anh em ơi. Vâng, kèo người anh em đưa ra đó là Đút Ulit cùng 7 anh em. Chuyển thôi nào. Mình không tin là mấy kèo cuối cùng này không lên được kèo nào anh em. Ước gì sẽ lên được một kèo gì đó có thể bù đắp lại hết tất cả, chứ không lẽ hôm nay lên đúng kèo cùng năm em bếp thân khách. Trời ơi, điều đó thật là quải hồi anh em. Mình không muốn nó diễn ra đâu. Ok, đậm chất phôi kỹ càng nha. Ok, phôi như thế này anh em, vẫn là thèm bảo vệ nữa thôi. Vâng, và pha này mình là người chinh chiến nha. Ok, cộng 5 mình không lên tiếng, hay dòng cộng 7 mình sẽ lên tiếng nha anh em. Ok, dòng cụ dưới này sẽ về tính đối với mình nha. Ok, chiến thôi nào. 1 2 3 4 5 6 và đây là Rút Gung Liên. Bạn 5 phải rồi luôn anh em ơi. Khóc thét rồi. Nó chửi xin lỗi tất cả anh em vui của ngày hôm nay bị mình bí đi nha. Thua anh em ơi, mình chịu rồi. Hôm qua lộn hôm nay đen. Ok, kêu căng nha anh em. Phải rồi luôn rồi. Hấp thể có ba đúng luôn, giờ không đủ sự tự tin nào có thể đặt hai kèo cuối anh em ơi. Kèo căng kèo cộng 8 nữa. Vâng, đây là kèo của người anh em Minh Đức nha anh em. Vâng, mọi người anh em đưa kèo ra chúng ta đó là Thierry Henry cộng 8 nha anh em. Phải rồi luôn anh em ơi, cộng 8 thì mình lên mức giá là 844 tội. Vâng, và đặt pha này cho ngang báo nó dứt nha anh em. Ở phôi thế nào để mình xích kỹ nha. Ok, và phôi người anh em để như thế này nha anh em. Bằng pha này mình giao trọng trách này cho ngang báo nha. Hy vọng nó sẽ mang về một điều kỳ tích và sư phẩm cho anh em coi lần nữa. Có thể bù đắp hết tất cả những lỗi lầm hồi nãy giờ gây ra anh em ơi. Chuyến này nào bạn, mình không dám nhìn nhịp sáng luôn á. Pha này úp màn hình luôn nha, nên không nhìn nhịp sáng gì hết luôn nha. Mình chỉ cần gỡ màn hình lên và dự đoán thôi. Ôi, vãi rồi bạn ơi. Nếu hôm nay kèo đi hết thì thật là chán đời luôn á bạn. Mình đang báo không nhìn thấy gì nha, nhưng mà mình thấy sáng ít vậy ta. Quái hả? Lên 6 nha anh em. Hy vọng hôm nay không phải là một ngày buồn nha anh em. Chứ chưa dám thấy 90% là một ngày buồn rồi đó. Ok, kèo cuối cùng nha anh em, kèo anh 7. Nhưng mà anh 7 sẽ cứu vớt được tất cả nha. Để... What's up trở lại anh em. Ok, kèo cuối cùng gặp thẻ của ngày hôm nay anh em ơi. Vâng, đây là kèo cứng người đang gọi là thế đủ nha. Trời anh em, nghe tên nghe hơi bừa bừa nha anh em. Vâng, và kèo người em đây đó là Cristiano Ronaldo mùa tối thăm 2 cộng 8 anh em ơi. Ok, hôm qua anh 7 mùa gọi là THM vẫn là UR115, nhưng mà lên 8 luôn rồi nha anh em, đã hết đội đó là sân nhà. Và liệu sức cách mình có lên tiếng không đây? Ok, điều đó có thể xảy ra một lần nữa nha. Ôi dồi, bắt đầu clip thấy đặt 3 kèo cộng 5 liên tiếp, xịt hết là một điểm lắm luôn anh em ơi. Ok, đã chết vô kỹ lại nha. Wow.
Thầy trở lại nha anh em, quăng vào phôi người anh em để như thế này. Hôm qua sẽ ra anh 7 bên sân nhà của chúng ta thì phun vạch nha anh em, và cái cục đã lên là cũng 8 luôn. Bây giờ nói chung là vạch này cũng không giống nha anh em, vạch này gọi là gần phun thôi. Chúng ta có nên gọi là thay đổi hay ta? Người anh em để phôi thế này anh em ơi. Thôi chắc hay là theo nghề của người anh em đi anh em, chứ nó không nên thay đổi ý kiến đấy nha. Có khi lại là người anh em buồn anh em ơi. Ok chuyển thôi. Chỉ nha anh em. Quái pha này có thể bố vậy nhưng mình vẫn rung nha anh em. Chứ xịt hết quá buồn mà. Hôm nay là ngày suy rồi đấy. Chưa giáo thấy oxy quá suy rồi. 2 3 4 5 7 và đây là Cristiano Ronaldo. Không còn gì để mất nữa bạn đó, không còn, chúng ta bây giờ không còn gì để mất nữa, tất cả mọi thứ bây giờ chìm trong nước mắt này. Và chúng ta hãy khóc cùng nhau đi. Bắt đầu ngao ngán nha anh em, hôm nay là một ngày quái rồi, chà đậu luôn rồi. Mình không hiểu sao này đen như thế luôn anh em, quá hên quái cầu luôn. Sao hôm nay không lên một kèo găng luôn, đúng kèo của năm mà em chiêu mình quá. Ừ đúng rồi, theo mình suy nghĩ là mình đập thẻ nít, mình mỗi lần mình đập nít ra anh một kèo đó lên là y là ngọc thẻ nên quơ toàn đi anh em ơi. Nó có cái điểm vậy nhanh định lý như thế mà vãi vào game luôn anh em, biệt quá mà. Ok bye anh em nha anh em, và anh em cảm ơn anh em đã xem clip, và anh em có nhu cầu gì thì tôi có thể bởi cứ như thế nha anh em, giúp comment hoặc là trong phần mô tả nha. Ok bye anh em, hôm nay là một ngày sinh nặng nề. Xuống.